Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, giảm bớt thời gian xử lý thủ tục hành chính, tiếp tục cải tiến phương thức lề lối làm việc, xây dựng kho bạc nhà nước sông Công hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc, kho bạc nhà nước sông Công đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tích cực, tạo niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng. Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của kho bạc nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách có thể coi là một bước tiến mới, tạo đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đây hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của kho bạc nhà nước để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đưa kho bạc nhà nước đến gần hơn nữa với khách hàng và xã hội qua mạng Internet. Đây cũng được coi là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của kho bạc nhà nước. Qua thực tế thì đã thấy rõ cái lợi ích của giao dịch dịch vụ công trực tuyến, đó là công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, thì tăng cái sự hài lòng, cái sự thuận lợi và giảm cái thời gian của các đơn vị, giảm cái chi phí đi lại của đơn vị và giảm cái chi phí hoạt động của đơn vị. Đấy, thì theo đó thì việc gửi hồ sơ, việc nhận kết quả của kho bạc ngay tại đơn vị. Đấy, thì qua cái kết quả thực tế đấy thì các đơn vị đã có những cái phản hồi rất tích cực đối với cái chương trình dịch vụ công trực tuyến. Thế trong thời gian tiếp theo thì kho bạc nhà nước sông Công sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến, thì để tiếp tục công cuộc cải cách hành chính, đồng thời cũng là góp một phần vào công cuộc chống đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Và hệ thống kho bạc nhà nước thì tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa. Hiện nay, kho bạc nhà nước sông Công tổ chức phục vụ 125 đơn vị với tổng số 865 tài khoản giao dịch trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Doanh số hoạt động là gần 3.500 tỷ đồng, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Hiện đã có 91 trên 93 đơn vị thanh toán các khoản chi trả cá nhân qua tài khoản ATM, đạt 97%. 89 trên 89 đơn vị đăng ký dịch vụ công trực tuyến đạt 100% kế hoạch. Năm 2019, kho bạc nhà nước sông Công cũng đã tiếp nhận và kiểm soát thanh toán kịp thời, chính xác gần 20.000 bộ hồ sơ chứng từ chi, trong đó chi thường xuyên trên 19.000 bộ và chi đầu tư 646 bộ. Xử lý các hồ sơ nhanh gọn chính xác, trong đó trên 5.500 chứng từ được thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến bằng 28%. Chứng từ thanh toán đảm bảo đúng thời gian quy định, không có hồ sơ để tồn đọng quá hạn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, dịch vụ công trực tuyến càng trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Song song với đó là công khai cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước được sửa đổi bổ sung và ban hành mới tại điểm giao dịch. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên theo quy định của Bộ Tài chính. Là một người cũng thường xuyên đến kho bạc nhà nước sông Công giao dịch cũng như là liên hệ công việc, thì tôi nhận thấy là các đồng chí cán bộ tại kho bạc nhà nước sông Công rất chi là nhiệt tình, gần gũi, thân thiện cũng như là hướng dẫn giúp chúng tôi hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn cho chúng tôi không phải đi lại mất nhiều thời gian. Từ khi kho bạc nhà nước thành phố sông Công triển khai cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực thanh kế toán, thì thanh kế toán phòng kinh tế sông là đơn vị thụ hưởng ngân sách, thì chúng tôi đánh giá rất cao cái việc triển khai của kho bạc nhà nước. Trước đây thì cái việc mà sai sót có thể là phải đi lại nhiều lần, nhưng mà đến bây giờ thì cái việc này thì đã được trực tiếp thông báo trên hệ thống điện thoại và hệ thống máy tính thông minh. Do vậy là cái việc này, cái bộ phận chuyên môn và lãnh đạo đơn vị có thể biết được cái lỗi và mình sẽ khắc phục được ngay, giảm là cái việc chúng ta phải đi lại nhiều lần. Hai nữa là cái việc kiểm soát cái thủ tục hành chính trên cái đơn thủ tục hành chính của các đơn vị thì được nắm bắt một cách rất là kịp thời. Hệ thống thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung được duy trì hoạt động ổn định. Hiện tại đã mở một tài khoản thanh toán tại Vietinbank và hai tài khoản chuyên thu tại hai ngân hàng thương mại BIDV Nam Thái Nguyên và Agribank chi nhánh sông Công Nam Thái Nguyên.
Công tác đối chiếu, quyết toán số liệu với các ngân hàng thương mại được thực hiện kịp thời, số liệu chính xác, đúng thời gian quy định. Là địa phương đang trong tiến trình phát triển mạnh mẽ, với mục tiêu lớn trước mắt là trở thành đô thị loại 2, nhiệm vụ thu ngân sách và triển khai thực hiện hàng loạt các dự án lớn đang được thành phố gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Xác định được vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển chung ấy, Kho bạc Nhà nước Sông Công đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo điều hành của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu và ngân sách nhà nước, thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định. Kho bạc Nhà nước Sông Công phối hợp với cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức và trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, kiểm soát chặt chẽ dự toán chi thường xuyên, kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh, phấn đấu giải ngân các nguồn vốn được giao đạt tỷ lệ cao. Thực hiện thông báo cho các chủ đầu tư đôn đốc thực hiện các dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp và các dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Kết quả đối với chi thường xuyên đã kiểm soát thanh toán trên 521 tỷ đồng bằng 100% dự toán giao. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản được gần 190 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước Sông Công tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên chấn chỉnh, phổ biến, quán triệt công chức tuân thủ quy chế, quy trình nghiệp vụ, nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị giao dịch trong quá trình quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đồng thời chăm lo chu đáo về thể chất tinh thần cho cán bộ, yên tâm công tác. Năm 2018, tập thể Kho bạc Nhà nước Sông Công đã được Bộ Tài chính tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Năm 2019, Kho bạc Nhà nước Sông Công được Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tặng giấy khen. Để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trong năm ấy, thì đơn vị chúng tôi đã có những cái việc tổ chức cái nắm bắt cái tình hình nhiệm vụ của đơn vị tại địa bàn trong từng thời kỳ. Từ đó mà xây dựng được cái kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để mà làm sao triển khai kịp thời cái yêu cầu của đơn vị cũng như là của địa phương nơi công tác, triển khai đến từng công chức cũng như toàn đơn vị để mà hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ, đảm bảo về tiến độ cũng như về mặt thời gian. Tiếp theo nữa ấy, thì đơn vị cũng rất chú trọng cái việc mà rèn luyện phẩm chất chính trị của công chức để làm sao ấy là anh em là huy động được sự tận tâm tận lực đối với công việc được giao, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện cho người dân cũng như tổ chức doanh nghiệp đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước Sông Công. Chú trọng tổ chức cho anh em trong đơn vị là nghiên cứu, học tập chế độ quy trình nhiệm vụ, làm sao để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tính tuân thủ được đề cao và tổ chức bằng nhiều hình thức. Đơn vị tổ chức học tập và động viên anh em tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng vào công việc được chính xác, nhanh chóng và tốt nhất cho cái hoạt động của phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Sông Công tiếp tục triển khai và vận hành ổn định nhiều chương trình dự án của Kho bạc Nhà nước cấp trên. Khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần, song nhờ quyết tâm cao của tập thể, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Theo đánh giá chung, hệ thống dịch vụ công trực tuyến được Kho bạc Nhà nước Sông Công triển khai hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn, quy định chi tiết cho từng dịch vụ, dễ dàng cho các đơn vị tham gia sử dụng dịch vụ. Đây là những yếu tố quan trọng tác động tích cực đến tổ chức cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước, hướng tới việc sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ công trực tuyến. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước, mùng 1 tháng 4 năm 1990, mùng 1 tháng 4 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Sông Công phát động đợt thi đua lập nhiều thành tích với quyết tâm cao. Với mục tiêu hướng đến là một Kho bạc Nhà nước điện tử, Kho bạc Nhà nước Sông Công đã và đang từng bước đổi mới phong cách làm việc, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức cá nhân và từng bước hiện đại hóa nền tài chính công. Qua đây góp phần vào nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Công trong mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong năm nay.